nó làm cho chúng ta ngủ được, thế là nó càng buồn ngủ càng khổ thêm. Tại vì có những lúc thầy cũng không ngủ được, quý vị biết thầy uống thuốc ngủ nó còn tỉnh hơn nữa, nó làm cho mình còn mệt mỏi hơn nữa, ngủ mà ngủ không được. Cho nên có những lúc mà thầy không ngủ được, bây giờ thầy không có cần phải uống thuốc ngủ nữa, thầy lật sách ra thầy đọc, và quý vị biết đọc cho tới mỏi mắt mắt sụp xuống cũng không ngủ được đó. Tại vì sao? Không có tiền cất chùa ngủ không được. Thôi thầy đang bán than, thầy du lịch ra tới Quảng Ninh rồi đó. Thầy chỉ xét cái cuộc sống của thầy ở trong chùa tương đối là bình yên hơn quý Phật tử. Mà chính thầy một ngày đi qua, mạng sống giảm theo, thầy vẫn thấy mình chưa có công phu tu tập gì nhiều. Thì quý Phật tử làm sao tu tập được miên mật? Cho nên thầy thấy thương quý Phật tử lắm. Tức là nghiệp cũ chúng ta chưa có cái cơ hội để mình giải trừ, là nghiệp mới nó lại chồng chất thêm. Giống như nợ cũ chúng ta chưa trả được thì nợ mới nó chồng lên, rồi nghe lãi mẹ đẻ lãi con, cuối cùng đùm đùm lãi. Tức là đi đâu cũng lãi, tiền lời nó chồng chất, rồi nợ nó dây quanh mình. Khi mình chết thì mình đi đâu? Mình đi theo cái đám nợ nó đòi mình. Hễ mình thiếu ai nợ nhiều thì người đó tới xiết của mình trước, phải không quý vị? Cũng vậy, khi sống mình tạo cái nghiệp gì nhiều thì khi chết nghiệp đó sẽ kéo mình trước tiên hết. Thiện hay bất thiện bình đẳng như nhau đó, quý vị phải nhớ điều này. Cho nên hãy tận dụng thời gian của mình còn đang hiện tiền, còn đang khỏe. Ở đây không phải là mình khỏe, là mình khỏe mạnh, rất là mạnh, mà mình khỏe hơn những người bệnh là mình hạnh phúc rồi. Mình còn đi đứng được là mình hạnh phúc rồi. Mình vẫn còn thấy được trời xanh mây trắng là hạnh phúc. Tự mình tạo ra những mối hạnh phúc cho chính bản thân mình giữa cuộc hồng trần xoay dần này. Cho dù mình có nghèo nhưng mà mình vẫn còn hạnh phúc hơn những người bệnh. Họ có tiền họ khổ lắm quý vị biết không? Có chi tiền giống như cái bà gì đó, thầy mới nghe ta kể, bà già rồi bà chấp nối với cái ông gì cũng ở quận Tân Bình này phải không quý vị? Ổng bảy mấy tuổi, bà sáu mấy tuổi rồi, rồi bà ngọt ngào kiểu gì không biết. Ông này giao hết tài sản, giao hết nhà cửa, vừa ký giấy xong bà đưa tờ giấy ly dị, cái bụp ông này không còn cái gì hết. Quý vị nhớ không, câu chuyện đăng báo nhớ không? Ông này bức xúc quá, bây giờ không có làm gì, bả sợ là ông này sẽ để tài sản lại cho đứa con riêng, rồi phải chia phải thế này thế kia. Cho nên là bả dụ kiểu gì chỗ cái miệng của bả nó ngọt nha, bả năn nỉ, bả nói kiểu gì ông này cũng thương, mà thương quá là thương, giao hết tài sản. Nhưng mà không ngờ bà này còn một cú hồi mã thương đó, lấy hết tài sản đưa tờ giấy ký đi, mình tạm biệt nhau anh nhé. Quá ngọt ngào, ông này bức xúc quá, không có lối thoát. Quý vị thấy báo đăng không? Ổng chuẩn bị một can axit, bà này tới xong ổng tạt, tạt cái bà này từ đầu tới chân, xong ổng đổ mấy can xăng ổng đốt ổng chết luôn. Thử hỏi bà này cầm nắm tiền thân tàn ma dại, cầm tiền để làm gì? Khi con người ta đau buồn, con người ta bức xúc quá, mà thầy thấy đúng là tạt axit là nó tàn nhẫn quá. Những cái cuộc mà thanh toán với nhau bằng cái đó, thầy thấy con người sao nó khủng khiếp quá. Quý vị tưởng tượng mặt trơn láng của mình tự nhiên bây giờ nó chằng chịt, cái mí nó chụp xuống đây, cái miệng nó dài ra đây, tự nhiên thấy tội nghiệp cuộc đời của người ta quá, phải không? Mà quý vị biết thương tật nhiều, bị phỏng nhiều đó là người ta sẽ không có ăn được, không ngủ được, thậm chí nó ảnh hưởng tới nội tạng, có người bị tàn phế suốt đời. Nó thử hỉ nghĩ bây giờ cái bà đó, bà sống trong những chuỗi ngày đau khổ của ngục tù, nhân nào quả nấy, quý vị thấy chưa? Cho nên cho dù mình rơi xuống một cái hố sâu của tuyệt vọng, cái này nói theo thế gian, thì quý vị nên nhớ rằng một điều, mình vẫn còn đủ sức khỏe để mà tự đi trên đôi chân của mình, hạnh phúc hơn những người đi xe lăn, phải không quý vị?
Nghĩ nhiều đó là tự nhiên mình đã được, tay mình còn có thể cầm được đôi đũa gắp thức ăn, ăn cơm, còn có thể cầm được cái bàn chải đánh răng, còn có thể trao đổi nhau, thì mình hạnh phúc hơn những người bị tàn tật suốt đời họ không có tay. Cái đó là tài sản lớn nhất của mình, đó là niềm tin của mình trong cuộc sống. Đừng tuyệt vọng khi người ta đối xử với mình quá ư là tàn nhẫn. Xin thưa buồn, nếu mình không buồn thì người ta tưởng là mình dân té giếng. Đương nhiên là phải buồn rồi, bây giờ mình không buồn á, tôi vui quá, cứ đối xử tệ bạc với tôi, kiểu đó là khùng nặng lắm á. Nhưng mà mình tĩnh tâm trong một chốc lát để mình lấy lại thăng bằng, và mình phải sống để mình tạo nghiệp an lạc cho chính bản thân mình. Nhân quả thôi, đằng nào mình cũng phải tạo nghiệp, thì mình tạo cái nghiệp ác quá nhiều rồi, thì bây giờ mình tạo cái nghiệp thiện. Cho nên nhiều khi một ngày thầy nghĩ lại, mình không có tu gì được bao nhiêu hết, ngoài miệng nói tu, trời nói hay dễ sợ đâu, trời nói ngọt thấy ớn không, nhưng mà tu không có ra gì hết. Thậm chí mình có cơ hội tu tập, mình cũng lại không có dốc tâm để mà tu học nghiêm túc. Khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên Tinh Xá thuộc thành Xá Vệ, thưa quý vị, một hôm nọ Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo là các thầy hãy siêng năng tu tập, phải trừ bỏ các thứ ấm cái. Đây là thuật ngữ chuyên môn quý vị. Ấm cái tức là những thứ che đậy, có năm thứ gọi là ngũ triền cái, hay còn gọi là ngũ ấm cái. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là năm thứ này nó có khả năng che đậy cái sự tu tập, trí tuệ của con người. Đức Phật nói các thầy phải siêng năng tu tập, trừ bỏ ấm cái, tâm ý sáng suốt, định tĩnh thì mới tránh được đau khổ. Thì lúc bấy giờ có một thầy tỳ kheo trong pháp hội đó ăn xong rồi ngủ. Mà quý vị biết ngay trong pháp hội mà Đức Phật thuyết pháp, thầy này vẫn ngủ. Không biết làm sao mà thầy không mở mắt lên. Quý vị biết đó, có nhiều người cái nghiệp nặng lắm nha. Hồi đó thầy ở chung chùa với một cái thầy đó, hễ mà thầy lên thỉnh chuông là thầy cầm tới cái dùi chuông đánh ba cái là ông ngủ. Mà còn ngồi chứ không ngủ, mà lên đánh chuông là ngủ à. Kỳ cục vậy đó. Thầy nghĩ đơn giản thôi là thỉnh chuông là mình phải thức, là tại vì tiếng chuông nó vang ra nó làm mình thức. Mà không hiểu làm sao thầy nghe tiếng chuông giống như là lời mẹ ru ấy. Thầy nghe thầy ngủ, thầy ngủ ngon lành, nhưng mà bị phạt kiểu gì cũng ngủ. Cuối cùng quý vị biết bắt phạt thầy quỳ vô trong cái chuông. Đổi ngoài này thỉnh chuông, tiếng chuông nó vang vang vô tai, dậy hết ngủ. Thầy thấy nhiều khi thỉnh chuông nó cũng màu nhiệm lắm đó nha. Tại vì khi thỉnh chuông đó mình phát nguyện là nguyện tiếng chuông này vang xa đến tất cả những cảnh giới tâm tối nhất cũng có thể nghe, và khi nghe thì dứt đi tất cả những phiền não và chứng được viên thông. Quý vị thấy cái tiếng chuông nó màu nhiệm không? Cũng là thỉnh chuông mà gục lên gục xuống mình đánh cái bon, không ai thức tỉnh hết. Còn mình dồn hết tâm lực bình sinh của mình, mình phát nguyện rằng tiếng chuông được vang tới đâu người nghe sẽ tỉnh giấc hồng trần. Cho nên mình tỉnh bon cái người ta nghe, cái người ta mô Phật. Thiệt đó, có nhiều người ta thức tỉnh nhờ tiếng chuông. Thì thầy tỳ kheo này đó, tối dạ đã ngu kém hiểu biết, ăn no vô ngủ, tối ngày cứ cắm đầu cắm cổ ngủ, thân thể thì mệt nhòi, tức là không để ý tới vô thường mà biến nhát như thế. Thì Đức Phật biết 7 ngày sau thầy này sẽ chết. Đức Phật quán chiếu thấy thầy này sẽ chết 7 ngày sau. Thương thầy tỳ kheo này cho nên Đức Phật mới gọi thầy này tới. Đức Phật mới nói như thế này: dậy đi sao ngủ mãi, như rận mọt sò trai, vật bọc đồ bất tịnh, sao mê chấp thân hoài. Nếu thân này bị thương, tâm đớn đau khôn lường, thân là ổ họa tai, sao cứ hoài ôm giữ. Biết nghĩ thôi buông lung, làm người học đạo màu, từ nay không lo sầu, chánh niệm tâm tĩnh lặng, chánh kiến tỉnh giác tăng, nguồn sáng cho thế gian, phước đức tăng hằng hà, đường ác thôi vào ra.
Khi nghe Đức Phật nói bài kệ này thì thầy tỳ kheo đó mới tỉnh giác, không còn ngủ gục nữa, và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thầy im lặng và càng thấy mình là có lỗi. Thì Đức Phật mới hỏi gì chứ, thầy có biết đời trước của thầy là gì không? Thì thầy tỳ kheo đó sợ quá, tại vì mình cứ ngủ hoài mới quỳ bạch với lại Đức Thế Tôn là con bị vô minh ngăn che, cho nên con không biết đời trước của con là gì. Đức Phật mới nói, thầy hãy lắng nghe. Vào thời quá khứ xa xưa, lúc có Đức Phật duy vệ ra đời, thầy từng xuất gia tu tập, nhưng mà thầy tham đắm lợi dưỡng, chẳng màng đến kinh luật, ăn no liền ngủ say, không nghĩ đến vô thường. Cho nên sau khi chết, thầy đầu thai làm con rận, sống 50.000 năm. Làm con rận á, sau đó chết lại làm, sinh ra làm con trai, con sò, con sâu mọt ở trong cây. Mỗi một loài như vậy sống 50.000 năm, trải qua 4 kiếp, 4 loại côn trùng này suốt đời sống ở trong bóng tối, tham đắm thân thể, thích ở chỗ tối tăm, chọn bóng tối làm nhà của mình, không ưa nơi sáng sủa. Mỗi lần ngủ thì 100 năm mới thức dậy, bị trói trong lưới tội chẳng mong ra khỏi. Đời này vừa hết tội liền được làm sa môn, thế mà tại sao thầy cứ mê ngủ không chịu tỉnh? Khi nghe Đức Phật nói nhân duyên đời trước như vậy, thầy tỳ kheo này sợ hãi quá, ăn năn tự trách mình và cố gắng tinh tấn tu tập, trải qua một thời gian ngắn chứng quả A-la-hán. Thưa quý vị, đó là chuyện của thầy tỳ kheo mê ngủ, còn được Đức Phật khai thị. Còn bây giờ mình không những mê ngủ mà còn mê nhiều thứ không nói nên lời, phải không quý vị? Mình mê nhiều thứ không ai khai ngộ cho mình, không ai giải bài cho mình hết. Mình cũng nghe kinh, cũng tụng kinh, rồi cũng niệm kinh, rồi chúng ta lại đi tới đạo tràng tu tập, nhưng mà xong về nhà chúng ta không có tinh tấn. Chính cái tâm tu tập của mình nó không cố gắng thì không đưa tới kết quả, thưa quý vị. Mà bây giờ mình tu tập làm sao? Mình tu phải có bạn, phải không? Chứ một mình tu làm sao được? Bây giờ nè, quý vị có từng đi tới chùa sám hối rồi, quý vị thấy ở nhà mà kêu mình lại 108 lại, thực ra mình lại nó mệt lắm, phải không? Nhưng mà tới đạo tràng mình lại không thấy mệt, là tại vì có nhiều người lại, ai người ta cũng lại, không lẽ thì mình lết hoài, mình phải đứng lên ngồi xuống chứ, phải không? Mình cũng lại mà lại mấy 108 lại lúc nào xong không hay. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn là như vậy. Nhưng mà thử hỏi có bạn bè trong đời là cái gì? Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc, bạn hãy gọi cho tôi nhé. Có người gửi cho thầy cái bài này hay lắm. Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn. Quý vị thấy hay không? Mình kêu người ta tới với mình trong lúc buồn, thực chất là mình để xôi rồi cái nỗi buồn của mình, cũng không khác gì họ đâu. Cho nên họ buồn, mình đâu có đủ năng lực để làm cho họ vui, thì ít ra mình cùng khóc với họ để mình chia sẻ nỗi đau buồn với họ. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy vô cùng đơn độc, hãy gọi cho tôi nhé. Tôi sẽ đến bên bạn chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh bạn. Mình tới mình cũng không cần nói gì hết, mà mình tới để biểu thị sự hiện diện của mình cho họ bớt cô đơn đó. Chứ mình khỏi có cần nói thêm gì nữa hết. Nếu một ngày nào đó bạn phân vân trước những quyết định của mình, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn trước sự chọn lựa của mình. Thầy thấy cái lời này hay ghê đó. Tức là biểu thị cái sự chia sẻ với nhau trong cái đời sống vô thường này. Mình tu tập cũng vậy đó. Mình không có dòm ngó người khác, nhưng mình sẵn sàng mình chia sẻ với họ dù chỉ là sự im lặng của mình. Nếu một ngày nào đó bạn gặp thất bại trong công việc, hãy gọi cho tôi.
Tôi sẽ không đem đến cho bạn một công việc mới, nhưng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy một cánh cửa khác của sự thành công. Khi người ta thất bại, người ta tuyệt vọng lắm quý vị. Thầy thấy quý Phật tử đi tới chùa thầy đó khóc khi họ mất trắng hết tất cả tài sản, khi họ làm ăn nó không thuận nữa, rồi bị người đời phản bội làm cho họ khánh kiệt gia tài, bị con cái phá hoại khiến cho tài sản nó không còn nữa. Họ buồn lắm. Thầy biết họ rất là đau buồn. Thầy khuyên họ thôi đừng có buồn nữa, còn người thì còn có điều kiện, hãy mình còn sức khỏe thì còn tất cả. Nhưng xin thưa với lại quý vị, khi trở về nhà, họ trở về cái căn nhà đó, họ sẽ tiếc nuối tại vì tài sản đã lần lượt ra đi hết rồi, và căn nhà này cũng đang đi cầm cố. Thì thử hỏi có họ còn hết buồn không? Còn buồn, rất là khó. Nếu một ngày nào đó bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm, hãy gọi cho tôi. Tôi không thể sửa sai lầm đó, nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn. Cái này hay lắm thưa quý vị. Mình thường mình thấy ai đó mà tới mà nói cái sai lầm là mình có cơ hội cho mình nói thêm. Tôi đã nói với bà rồi, bà không nghe tôi, bà không nghe lời khuyên tôi, chỗ đáng đời, phải không? Mình đừng có như vậy. Mình giúp cho họ nhận ra được sai lầm để họ trưởng thành và tự tin hơn bằng chính cái lời an ủi động viên của mình. Nếu một ngày nào đó bạn lo sợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi, hãy gọi cho tôi. Tôi không níu giữ nó lại, nhưng tôi sẽ giúp bạn hiểu rằng mọi việc đều có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Mình dạy cho họ pháp vô thường, thấy không? Đó, hồi ngày hôm qua tiền bạc đồ ào ào, bữa nay ăn mày. Đó, chuyện đó bình thường, không có gì hết. Ngày hôm qua thì ngọt ngào yêu thương, bữa nay thì cay đắng đoạn trường. Chuyện này bình thường, hễ có bắt đầu thì nó có sự kết thúc. Phải không quý vị? Nếu một ngày nào đó bạn trở nên bế tắc và tuyệt vọng, hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả, nhưng tôi có thể giúp bạn thêm niềm tin trong cuộc sống. Nhưng một ngày nào đó bạn gọi mà không thấy tôi trả lời, bạn hãy đến bên tôi, vì lúc đó tôi đang cần bạn. Mình đâu phải thần thánh đâu. Mọi bữa mình đưa lưng đưa vai ra, mình cho nó dựa vô, mình an ủi nó. Nhưng mà mình cũng buồn, mình cũng khổ, mình cũng chịu nhiều sự chi phối của cuộc sống vô thường này. Quý vị thấy câu này hay không? Nhưng một ngày nào đó bạn gọi mà không thấy tôi trả lời, bạn hãy đến bên tôi, vì lúc đó tôi đang cần bạn. Hay quá. Biểu thị cuộc sống này mình có nhau, mình san sẻ với nhau. Có một câu rất là hay. Trong cuộc đời dù hai tiếng bạn bè rất ư khác biệt, nhưng hai tiếng bạn bè vẫn thường được ghép đôi. Khi đắc thời đâu biết ai là bạn, lúc thất thời mới biết bạn là ai. Trong cuộc vui vẫn coi bè là bạn, khi hoạn nạn mới biết bạn là bè. Thưa đại chúng, bạn bè là nghĩa tương giao, sao cho sao trước một bề mới nên. Chúng ta tu tập, chúng ta vẫn phải có tình bạn, tình pháp lữ. Rồi mình có thầy, có tổ, có nơi để mình nương tựa, đó là đạo tràng, đó là giáo pháp của Đức Phật. Nếu như chúng ta thực tập được như vậy, bao giờ, ở đâu, chúng ta cũng có thể tìm được sự bình an trong cuộc đời. Và đó cũng chính là món quà mà tặng cho mình. Chính mình là người sẽ ra đi ở ngày mai. Vâng, xin tạm biệt.
Và chúc quý vị mỗi người sẽ có một món quà thật ý nghĩa cho chính mình, hành trang của chuyến ra đi cho bản thân mình khi về hoàng hôn. Xin chúc quý vị an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Đại Đức Giảng Sư Thích Thiện Thuận. Từ viện chuyên tu có thể là làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có thể là xã, có thể là huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đoạn đường không quá xa, nhưng chúng con thiết nghĩ trong cái giai đoạn này, Thầy rất là bận lòng, công sức rất là bận rộn cho cái công việc xây dựng viện chuyên tu mới tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với cái diện tích vô cùng khủng khiếp gần 6 mẫu. Và tuy nhiên, tấm lòng của Thầy chúng con nghĩ nó mênh mông và nó bao la hơn cả cái diện tích như thế, đã gác lại những công việc Phật sự của mình, đáp lời thỉnh cầu trở về đây, ban bố cho chúng con những pháp thoại. Những câu chuyện của Thầy kể bao giờ cũng đầy thú vị và vô cùng ý nghĩa. Chúng con thiết nghĩ rằng, dẫu không liệu tri được sanh tử, nhưng cũng nhẹ lòng trên hành trình cuộc sống và là một chút tư lương trước khi mà bước về cố quốc. Một lần nữa, thay lời ban tổ chức và toàn thể quý nam nữ Phật tử đang tham dự khóa tu một ngày Pháp hội niệm Phật lần thứ 43 được tổ chức định kỳ chủ nhật hàng tháng hôm nay, 23 tháng 9 năm Quý Tỵ, chúng con thành kính dâng lên lời cầu chúc an lành và cầu mong Thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe, Phật sự được hanh thông, luôn là một vị Thầy vô cùng khả kính. Nguyện cầu Phật lực gia hộ, Thầy luôn luôn thân an tâm lạc. Và giờ này thời pháp thoại cũng đã khép lại trong tinh thần thật là trang nghiêm và ý nghĩa. Đạo tràng chúng con cũng có chuẩn bị một món quà chuyên chở tất cả tấm lòng để dâng lên cúng dường. Xin mời quý vị đại diện để dâng lên quà cúng dường cho Đại Đức Giảng Sư. Kính mong Thầy hoan hỷ nạp thọ tấm lòng của chúng con. Đạo tràng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật dài. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời tán thán đến toàn thể quý nam nữ Phật tử gần xa trong và ngoài thành phố cũng đã gác lại những công việc của mình trở về đây tham dự khóa tu để cùng cộng hưởng niềm an lạc trong chiều hôm nay. Xin chúc quý vị luôn luôn thành công trong cuộc sống và an lành trong kiếp nhân sinh. Giờ này chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư khởi thân hồi hướng. Ban cung nghinh dẫn thỉnh chuẩn bị. Công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.